Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng bạn Thùy Nhung đến từ Ninh Thuận, hiện nay đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Putech chuyên ngành thiết kế nội thất. Thì chúng ta hãy cùng Thùy Nhung chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao Thùy Nhung lại chọn Mỹ du học. Xin chào Thùy Nhung. Dạ, chào chị. Thùy Nhung có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được không? Em tên Lê Thị Thùy Nhung, năm nay 19 tuổi và em ở Ninh Thuận, em đang học trường Putech. Em học ngành thiết kế nội thất ở trường Putech và em quyết định sang Mỹ học về ngành thiết kế nội thất ở Mỹ. Thì tại sao em lại chọn Mỹ đi du học? Ở Mỹ thì em có cơ hội thực hành nhiều và lương về đây sẽ cao hơn và cơ hội học tập cũng tốt hơn. Bước đầu tiên em học về tiếng Anh TOEFL 71. Sau đó em học lên 2 năm cao đẳng ở trường Richland College. 2 năm kế tiếp em chuyển tiếp lên đại học ở trường University of Texas. Cuối cùng em quay về Việt Nam, quay về vào công ty nhà xin để làm việc. Thời tiết ở bang Texas thì ấm áp, mùa đông khoảng 18 đến 19 độ C thôi. Tỷ lệ tội phạm thấp và khí hậu khá giống với Việt Nam nên tốt với sức khỏe của em hơn. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em nhờ người thân giới thiệu, chị Dung đã phỏng vấn ở đây và đậu qua Mỹ được 1 tháng rồi. Bây giờ em khảo sát chị Dung nên em cũng vô đây làm và cũng đậu visa. Khi em vô gặp thì em gặp chị Thảo. Thảo là người rất vui tính và nhiệt tình công việc. Những thắc mắc của em, chị Thảo đều trả lời nhiệt tình. Và anh Khôi là người vui tính cực kỳ luôn. Và trong suốt quá trình học, anh Khôi thường đem những quà tặng ra để mà khuyến khích học sinh hỏi những câu trả lời, hỏi những câu hỏi khó. Và anh Bảo Anh thì rất là nhiệt tình, tư vấn về tâm lý khi vô phỏng vấn, là em đỡ hồi hộp, nói chung là giúp em rất nhiều. Nếu mà người thân em có ý định đi du học thì em sẽ giới thiệu vô Tân Đại Dương. Sắp tới chị em cũng đi du học, em cũng giới thiệu qua đây rồi. Thì bây giờ em đã có visa rồi, em hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế cũng như những cái lời khuyên để những bạn chuẩn bị đi phỏng vấn là tự tin có visa giống như Thùy Nhung ha. Khi đi phỏng vấn thì chỉ cần học bài, vô đó lắng nghe câu hỏi rồi. Người ta chỉ hỏi những câu mà ba mẹ làm gì, qua đó ở với ai, rồi em học trường gì, ngành gì vậy thôi. Áo quần thì mình mang đúng phong cách của mình thôi. Nói chung là đừng có gò ép quá. Với lại tóc thì mình làm sáng sủa lên, cột cao lên. Chứ đừng là để che mặt rồi nhìn tối, người ta không thích. Khi em phỏng vấn thì lãnh sự quán hỏi em là ba mẹ làm gì, rồi xem mặt điểm của em thôi. Rồi hỏi về mấy cái trên vẽ của em á, em đậu rồi. Không biết trường hợp khác thế nào nhưng trường hợp em thì lãnh sự quán rất là vui vẻ. Người ta trong suốt quá trình phỏng vấn toàn là cười chứ không nhanh nó hay gây áp lực gì cho mình hết. Nói chung là chỉ cần học bài. Thì ngoài giờ học thì Thùy Nhung có những cái sở thích cũng như những cái câu lạc bộ ngoại khóa nào không Thùy Nhung? Thường giờ rảnh thì em ra công viên em vẽ tranh thôi. Chứ em cũng không ít tham gia câu lạc bộ lắm. Thường ngành học của em thì phải đi nhiều nơi để quan sát cái cách trang trí nội thất của người ta nên em cũng đi nhiều. Em đi vô trung tâm hay là đi chơi đủ thứ hết, nhưng mà em đi chơi cũng nhiều lắm. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thùy Nhung đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của Thùy Nhung. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Mỹ học tập thật tốt cũng như là có những cái trải nghiệm thú vị tại là du học Mỹ. Thì nếu mà các bạn muốn biết chi tiết hơn nhiều chia sẻ của các bạn du học sinh đã đậu visa thì các bạn đừng ngần ngại hãy truy cập ngay website tân đại dương.edu.vn.